Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến video tiếp theo của anh em tụi mình. Thì hôm nay anh em tụi mình sẽ đi ăn hột vịt các bạn. Hột vịt ra ngoài vườn mít ăn hột vịt. Vườn mít hay vườn gì anh Nhiên? Vườn đủ cái cây á. Vườn đủ cái cây đó. Thì một ý tưởng mới cho anh em mình là anh em mình sẽ đi ra vườn ăn đồ nha mọi người. Ăn thử anh em mình làm gà nướng, vịt nướng luôn ha. Rồi, thì giờ ở đây có 20 miếng hột vịt. 20 trứng thì này mình đi mua. Nói chung là đây là cái video đầu tiên mà mình đầu tư dữ vậy luôn mọi người. Mấy video trước là đồ có sẵn không à. Mình mượn rồi ha. Mình mượn, mình xin rồi mình làm không à. Còn cái này là đầu tư à. Đầu tư á. Đầu tư á. 20 hột vịt. 2 chai nước. Rồi. Thì mọi người cùng ăn chung anh em mình nha. Ơi, cũng có dao rồi. Đây. Có dao, anh chanh hả anh nhỉ? Chanh đi. Cần nặng hộp phải không? Khỏi. Đó. Chạy nước miếng. Rồi. Tới không anh nhỉ? Tiếp tục. Trời ơi. Chuẩn bị đậu cũ nè. Cũng cay lắm đã. Xách vô, xách vô. Cay dữ anh Nhiên ơi. Nè, nãy em làm giùm đi cho ha nè, tự xử đi. Tân thủ coi. Thôi, đầu tiên mọi người uống nước trước cái nha. Uống cho nó ngọt, một bích xì. Vô vô chưa? Nè. Thấy rồi. Trời ơi, rồi xong con, rồi. Xong con. Còn nè 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 nè. Còn cái lá. Còn cái lá hơn. Mẹ sẽ đúng rồi. Chanh em còn nè anh Duy. À, đây cái ly nè anh nhỉ. Anh này có tung hứng rồi nha, tung chọc. Dắt tay ra còn đi đuối chân đuối tay tên sắp nguyên cái đống này quá. Trời rung cái tay. Rung tay từ 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 nhà mình mà đi ra đây cũng xa lắm. Lỏng đi, lỏng đi. Người 10 tấn nha. Người 10 tấn nha. Nổi không? Thì hên xui thử thách luôn coi như mà thử thách coi nổi 10 tấn không? Chưa giờ không có ăn thử. Đó, hộ nó đã. À, ủa nó ngọt anh Duyên ơi. Hột vịt này mình mua dưới chợ Mỹ Hành Đông á các bạn. Hột vịt bự vậy. Ừ, hột vịt bự á. Mình nói mình mua, mình quay vlog. Chị đó chỉ bán cho mình, chị đó xinh lắm. Mời mọi người. Mời mọi người nha. Đã đời mời. Mời cả mọi người nha, mình thử đọc trước mà. Mời cả mọi người nha. Con này em thấy cũng vừa ăn lắm nha. Vừa. Nó không có bự quá. Mời cả mọi người nha. Rau này rau mình xin. Xin của bạn Võ Minh Nhật. Xin của chú Dương. Mình xin của chú Dương luôn. Ngon gì ha. Thì bình thường ăn học kịch lộn trong nhà không à. Nay ra ngoài vườn ăn thấy nó lạ khác khác ha. Mát mẻ chứ. Vườn này vườn mít. Cái chuối ha. Chuối chắc tầm tạm thời quá. Lúc mà đợi mít có trái á. Đã. Một trứng anh Nhiên ơi. Một trứng nha. Để đây. Trong những chuyện này cái bắt học trực tướng tự đi chứ vậy. Nha mọi người nhìn nào. So hay quá. Bự á. Trứng bự chảng luôn. Trứng đầu tiên nha. Trứng thứ hai. Anh biết em phái gì hơn gì? Phái hấp nước đầu tiên. Không có trọng cắn luôn mày. Có không? Vừa ăn luôn. Cha nói
Chị ơi bán em 20 hộp chật úp mề con vừa ăn. Là vậy á. Ủa sao kia úp mề là sao anh Nhiên? Không biết nữa. Đây. Ừ, lấy được nguyên trứng luôn nè. Ừ. Rồi rồi rồi, không được mà. Ồ, rồi. Làm sao? Có cái lá. Thử thách để nguyên kính nó bóp cái tọt không. Anh thấy có mấy cái kênh YouTube nói anh chị mà ăn mà hộp dịch ăn một lần bao mấy chục trứng á, em ăn em thấy quá đỉnh, ăn không nổi. Mà cảm ơn mọi người nha. Đã 2 trứng. Chà miếng ớt cũng đã. Em đứng thứ 3 nghe anh Nhiên. Nhiều khi ra ngoài đây mát mẻ kiểu này mình gia tăng công lực, nhiều khi mình hút 10 trứng ngọt ngay luôn á. Nói chung là em nói dịch ăn bổ lắm nè. Hai trứng hả? Ừ. Cái gì không nổi nhớ nói nha. Nãy giờ nhút nhát không dám ăn. Nhút nhát hả? À, nguyên trứng luôn nè, nguyên trứng luôn nè. Trời ơi mọi người, nguyên trứng luôn nè. Thứ tư hả? Trứng thứ ba hả? Thứ ba chắc này em quất cái nguyên cục quá trời đã quá. Ôi ôi nè, mời tất cả mọi người nha. Bỏ này qua bên luôn rồi. Kẹp thêm miếng cao găm vô nữa. Wow. Đổ dài tao cái là gớt cái trứng liền. Thôi đã. Ê, kịp thật không? Thôi. Dùm nước. Đã quá. Hồi ở rất là đã. Đây này mấy trứng rồi. Điếm vỏ. Ba trứng. Trứng thứ tư nha. Và làm như ra vào đây em được gia tăng công lực anh Nhiên ơi. Đó. Wow. À. Đi cộng rau găm nhà ta tổng. Nhạt quá. Giống rau găm nhà mình. Rau găm xinh chắc ngon hơn. Không nói chung là lần nào em quay video cũng xin nhà của ông Nhật hết trơn á. Ăn lấy nguyên trứng rồi. Rồi không được nguyên trứng rồi. Mời tất cả các bạn nha mọi người nha. Bà trứng. Ngon quá. Tình nghĩa này thiếu thiếu gì anh Nhiên? Thiếu trà. Không có. Sai. Này phải có phải lông đi ướp lạnh chắc ngon lắm. Anh Nhiên. Nhiên ơi. Ừ. Đó, ngon hay không? Anh không mấy trứng rồi? Trứng này có thứ tư gì á. Ừ, em trứng thứ 5 nè. Chụp hết lên. Trời ơi. À, đã. À,
Sao? Em cũng thử ra chén nha anh coi. Trời ơi, còn trong sót đen miếng. Vẫn còn ngon. Còn ngon hả? Thử ra. Wow. Mời cả mọi người nha. Mệt cứng quá. Còn không ngon, chắc trứng nữa chắc là hết ngon á. Hết nổi hả? Không phải không nổi mà là giống như là không còn ngon nữa, cảm giác ngon nữa. Thì mình ăn được bao nhiêu được thôi, đừng có gán. Ăn cho ngon, ăn cho bổ, ăn chi cho ngán mà ói. Ủa, ăn chụp cho ói luôn hả? Gớm mà. Thử thách đó. Thử thách có không ta? Em mà tính thứ sáu cái gì rồi đó. Hết nổi hả? Không hết nổi luôn. Ủa, trời. Bầu không? Rớt ra ngoài rồi. Đã. Ăn canh vừa hả? Không. Em cảm thấy ngon rồi. Giờ cũng cảm thấy đã. Vậy mà ăn một người mà ăn mấy chục trứng được. Em cảm thấy giờ nó rất là ngon, giờ ăn nữa được á. Nhưng mà hết ngon đúng không? Nữa nữa là hết ngon. Thôi mình ăn tới đây được rồi. Là gai nó chuyện chơi ăn mà. Em ăn thêm tiếng nữa nha. Em ăn thêm tiếng nữa nha. Cuộc đây. Rồi. Anh Duyên bỏ cuộc rồi mọi người. Anh Duyên bỏ cuộc rồi. Mình thì còn ăn được. Chắc mình ăn tiếng này nữa. Thôi quá, một mình ăn mắc cỡ quá. Mình ăn rất là ngại. Nguyên trứng anh Duyên ơi. Trời ơi. Rồi. Đâu lát mày bóp thử nha, trứng nha, bỏ họng bóp nguyên trứng nha. Chứ tôi ngáy vậy hả? Thôi nè. Ôi. Vô găm. Sáu bảy vậy. Bà, nó 7 trứng hả? Chẳng chục đi. Vô. Thôi. Mình cũng đã rồi mọi người. Vô. Mời mọi người nha. Không, nói chung là giờ ăn ngon thiệt, mát mẻ, công nhận. Ngoài đây yên ả nữa, bình yên nghe. Thôi thì anh em mình mời mọi người ăn vịt lộn chúng anh em mình xong rồi thì thôi, chào video của anh em mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Chúc mọi người có một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người. Mọi người ủng hộ cho anh em mình bằng cách đăng ký kênh anh em mình và chia sẻ giúp anh em mình nha. Nếu thấy hay cho xin một like luôn nha mọi người. Kênh của anh Nhiên là Đồng Nhiên Vlog. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye. Nghe nữa không?